sau đó nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng hippie gọi là Beth-gia-tha. hồ này có năm hành lang. nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói anh có muốn khỏi bệnh không bệnh nhân đáp thưa ngài khi nước khuấy lên không có người đem tôi xuống hồ lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi đức giê xu bảo anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi người ấy liền được khỏi bệnh vác chõng và đi được hôm đó lại là ngày sa bát người do thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh hôm nay là ngày sa bát anh không được phép vác chẳng nhưng anh đáp chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi anh hãy vác chõng mà đi họ hỏi anh ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai quả thế đức giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh." Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em đã đến với chương trình Lời Hằng Sống ngày thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020. Bài phúc âm hôm nay tôi tưởng tượng hình ảnh Chúa Giêsu đi giữa dòng người, đi giữa những dòng đời đau khổ và Ngài chọn một người đau khổ nhất để Ngài cứu giúp. Hình ảnh Chúa Giêsu đi đến bờ hồ, đi đến bờ hồ Bethsaida gần cửa chiên. Trên cái bờ hồ này có năm hành lang, người ta bảo hồ này là hồ có phép lạ. Và mỗi khi hồ này nước động thì người nào bị bệnh nhảy xuống hồ đó thì sẽ được khỏi bệnh. Và trên cái năm cái hành lang bờ hồ này thì có người ta nằm la liệt ở trên đó, người đau yếu, mù lòa, què quặt, ốm đau bất tội nằm xung quanh cái bờ hồ Bethesda này. Và Chúa Giêsu đi đến thấy cái cảnh đó một dòng người đau khổ, rất là nhiều người đau khổ. Nhưng mà nhưng mà Chúa Giêsu chọn một người đau khổ nhất, đó là một cái anh nằm bất toại đã 38 năm và Chúa Giêsu đã đến để cứu giúp anh ta. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu tôi cũng đặt vấn đề là tại sao Chúa Giêsu không cứu hết tất cả những người đau khổ ở cái bờ hồ Bethesda này mà Chúa lại chọn một người đau khổ nhất, một người bại liệt bất tội đã 38 năm và cái cách cứu của Chúa, Chúa cũng không có dùng bom nguyên tử hay là Tomahawk hốc, dùng quyền năng quyền lực hay là cái khả năng của mình để cứu hết người ta, mà Chúa lại chọn một cái cách là đến với người đau khổ nhất để cứu giúp người ta. Chúa uh, nhập thể đồng hóa mình với những người ốm đau bệnh tật, với những người đau khổ theo mắt theo 25. Uh, Chúa nhập thể trong họ, đồng hóa với họ để giúp đỡ họ bằng uh, cách đó. Chứ còn ngài không có tiêu diệt, không có dùng bom nguyên tử để tiêu diệt những kẻ ác, nhưng mà Chúa dùng tình thương đến với những người đau khổ nhất trong uh, xã hội. Thế thì đến với cuộc sống hôm nay. Ờ, chúng ta là Ante hay là là Kitô hữu thì chúng ta cũng phải bắt trước con đường của Chúa Giêsu đã đi đó là đến với những người đau khổ nhất để cứu giúp họ để giúp đỡ họ ờ, trong một ngày thì tôi cũng gặp những người nhiều hạng người lắm từ sang trọng cho tới nghèo hèn từ mạnh khỏe cho tới yếu đau và ví dụ cụ thể trong một ngày đi thì uh, tôi uh, người sang trọng nhất là tôi gặp là ông uh, phó giám đốc công an uh, uh, rồi uh, uh, gặp uh, các uh, quý cha rồi gặp những người giàu có rồi uh, uh, gặp uh, các ông uh, quản đốc uh, trong công trình rồi gặp các uh, công nhân xây dựng gặp các anh bảo vệ rồi uh, nhưng mà những người uh, một người nghèo hèn nhất uh, là những người bán vé số uh, cụt chân đi bán vé số, không biết có phải là thương với binh không, nhưng mà là những người đau khổ nhất. Rồi cũng có những người đau khổ như là anh Vượng Nguyễn trong tù, tôi đến thăm gia đình anh. Rồi những người trong tù như Hồ Duy Hải hay là những người đau khổ như là những người bị cướp đất ở vườn rau Lộc Hưng, những người bị cộng sản cướp đất ở Thủ Thiêm. Đó là những người đau khổ, có khi họ bị cướp đất rồi họ bị điên, bị mát À, cho nên là đứng trước uh, những cái người gây ra tội ác như là cộng sản gây ra bao nhiêu tội ác thì Chúa Giêsu không có dùng Tomahawk để để tiêu diệt họ nhưng mà Chúa Giêsu lại đến với những người đau khổ những người bị uh, cái ác của cộng sản gây ra và Chúa đến để uh, cứu giúp họ thì chúng ta cũng bắt trước Chúa Giêsu như vậy chứ chúng ta đừng có thượng đội hạ đạp một ngày tôi gặp 10 hạng người, nhưng mà tôi không có chủ trương thượng đội hạ đạp. Thường nhiều người người ta thượng đội hạ đạp thì người ta rất là thành công, rất là thành công. Về mọi mặt, về ca sĩ mà biết thượng đội hạ đạp cũng thành công. Mà về làm ăn kinh tế, biết thượng đội hạ đạp cũng thành công. À, và về tôn giáo cũng có thể là vậy nữa. Và cho nên là bây giờ chúng ta cứ đội những người mà tình báo Hoa Nam, những người... À, làm việc cho tàu cộng thì đó là là chúng ta sẽ thành công nhưng mà đó là cái sự thành công ở bề ngoài thôi chứ còn không có phải là theo gương Chúa Giêsu là chúng ta đến với những người đau khổ nhất những người nghèo hèn nhất thế thì ngày hôm nay à, 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 ai mà đến với tôi ngày hôm nay thì à, 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 những người là những người đau khổ nhất tôi sẽ tặng một phần quà à, tóm lại qua bài phúc âm hôm nay thì tôi tưởng tượng là hình ảnh chúa giêsu đi giữa dòng đời đau khổ đi giữa những dòng người đau khổ và chúa chọn một người đau khổ nhất để chúa cứu giúp chứ chúa không dùng quyền lực để tiêu diệt kẻ ác nhưng mà chúa lại cứu giúp những người đau khổ nhất thế thì xin kính chào quý ông bà anh chị em xin chúa chúc lành cho anh chị em và hẹn gặp anh chị em vào ngày mai là thứ tư À, xin chào anh chị em